Đỗ Dũng xin chào khán giả của VTV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump có gặp điều tra viên đặc biệt Robert Mueller vài lần trong tháng qua. Một phụ nữ đâm ba trẻ sơ sinh và hai người lớn ở New York. Và một phụ nữ từng được chụp hình trong tấm ảnh nổi tiếng sau vụ khủng bố chiếc bộ 1. Bây giờ mướn cái ông thợ chụp hình để chụp hình đám cưới cho mình câu chuyện rất dễ thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua đài truyền hình ABC News tiết lộ một thông tin và sau đó à, được xác nhận được ông Lenny Davis xác nhận ông Lenny Davis là luật sư của ông Michael Cohen mà Michael Cohen là từng là luật sư riêng của tổng thống Donald Trump xác nhận là ông Michael Cohen có gặp ông Robert Mueller vài lần trong tháng 8 vừa qua gặp nhau để làm gì chúng ta biết rồi ông Robert Mueller đang điều tra cái vụ người nga bị tố cáo xen vào bầu cử cũng như tố cáo là người Nga có thông đồng với ban vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. Thì ABC cho biết đó là ông Lenny David đã có khen ngợi ông 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 Cohen chúng ta nhớ là ông Cohen có từng nói một lần là gì? Tôi sẵn sàng lãnh viên đại tổng thống Trump tức là tôi sẽ bảo vệ nhưng mà sau đó sau khi cái văn phòng của ông ở New York đó, bị FBI vô họ tịch thu tất cả hồ sơ cũng như là những cái băng nghiêm. thì sau đó ông Michael Cohen bảo thôi bây giờ tôi đặt gia đình và tổ quốc trên hết có nghĩa là tôi sẽ khai ông Trump rồi. Thì để ông bị án nhẹ Thì ABC cho biết là hôm cái tháng 8 vừa rồi gặp đó, Ông Mueller đó Thì không có bảo đảm nào là bên ông Mueller Sẽ giảm bớt những cái hình phạt Những cái bản án đối với ông Michael Cohen Michael Cohen thì trước đây Cũng đã hồi tháng trước nhận tội 8 tội à, Trong đó có một số tội ông nói là ông đã Coi như nó dối trong cái việc mà ông Và ông ngụ ý là Tổng thống Trump kêu ông trả tiền 130 ngàn cho cô Stormy Daniel 150 ngàn cho cô Karen McDougal để biết miệng hai phụ nữ này vì hai phụ nữ này nói là họ có quan hệ tình dục ngoại hồn với ông Trump, là chuyện đó thì ông Trump bị bác bỏ cái chuyện này xác nhận là chuyện trả tiền thì có mà không có cái chuyện kia. Ngoài ra thì ông Michael Cohen theo ABC cho biết là cũng đang hợp tác với sở thuế của tiểu bang New York liên quan đến cuộc điều tra của tiểu bang này đối với cái hội thiện nguyện gia đình ông Trump tức là Trump Charity và công ty của ông Trump là Trump Organization ờ, và trong uh, tuần trước. Ông Michael Cohen có gặp một số giới chức của sở thuế của New York thì đó là những cái chuyện mà uh, mà, mà liên quan đến uh, cái cuộc điều tra này không biết là ông Michael Cohen khai gì chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày tới nó như thế nào. Uh, ở tại New York sáng ngày hôm nay khoảng 3 giờ 45 phút sáng một cái phải nói là một vụ án mạng thảm thiết xảy ra. Một phụ nữ coi trẻ em 52 tuổi, bà này không biết vì lý do gì cầm hai con dao đâm năm đứa trẻ sơ sinh và đâm hai người lớn năm đứa trẻ này gồm có là những đứa hai đứa mới sinh ra và tuổi đó chỉ có ba ngày tuổi cho đến vài tháng tuổi à, thì một trong hai người lớn bị đâm là một người đàn ông có con là đứa bị đâm và một phụ nữ nữa ở trong cái nhà gọi là chăm sóc trẻ em thì bây giờ ta không biết cái nhà này có 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 giấy phép hay không ta chưa biết nhưng mà người phụ nữ này sau khi đâm năm người này bị thương nặng nhưng mà không để nhạo mạng sống của phụ nữ này cắt tay cầm dao cắt tay định tự tử Thì cảnh sát tới nơi đưa bà vô nhà thương và bắt bà à, để điều tra Chưa biết tại sao mà à, Có chuyện kinh khủng về thứ thì tưởng tượng một phụ nữ Mà đâm con nít mới sinh có 3 ngày Kinh hoàng vậy yeah. à Rồi câu chuyện cuối cùng một câu chuyện rất dễ thương, rất dễ thương thưa quý vị Có một phụ nữ tên là Joana Yolo Bà này cách đây 17 năm, làm việc ở tầng thứ 87 trong cái tòa nhà tháp đôi ở New York mà ngày hôm đó là ngày 11 tháng 9. Hai chiếc máy bay quỵ nhớ của khủng bố đâm vào hai tòa nhà này và sập. Thì khi đâm vào tòa nhà đầu tiên đó, bà đang làm tầng 87 và thấy rung, rồi biết là có chuyện là chạy xuống lên đi thang máy chạy xuống ngay. Xuống tới nơi thì là lúc đó sập thì quỷ, bụi mù nó bay tùm lum bà người bà bám bụi luôn. Bà mới gặp người bạn, hai người mới chỉ nhau tìm chỗ chạy. Người bà nó là nó bụi nó đầy giống như thi ma đó, mà chân bà không mang dép giày, bà bỏ dép giày bỏ chạy luôn chân không. Thì có một ông nhiếp ảnh gia À, ông này tên là Phil Penman vô tình chụp được bức ảnh đó bức ảnh nó trở thành bức ảnh biểu tượng của một vụ khủng bố 9 một và rất nhiều tờ báo xài lại coi như bà này thành một nhân vật nổi tiếng sau đó thì bà đi tìm ông này ông làm tôi nổi tiếng quá hai người quen biết giao hảo với nhau qua lại như tình bạn và hai người cũng đóng góp một số cho các nạn nhân của 9 một một họ lập ra những quỹ từ thiện vân vân bây giờ bà lập gia đình thì bà sao đây bà mướn ông này ông Phil Penman chụp hình cho bà hay quý vị thấy ông câu chuyện này ông bảo tôi rất vinh dự được chụp hình cho bà thì bà nói tại sao mới lâu này mà ông này đã chứng kiến cái giờ mà tôi gần chết thì bây giờ tôi muốn ông chứng kiến cái giờ tôi sống một cuộc sống à gọi là hôn nhân thế câu chuyện rất là đẹp thì trong cuộc sống nó có những cái chuyện chúng ta không thể ngờ được và người mỹ tất nhiên bà này bà cũng mang ơn ông này mặc dù ông này không phải là cứu bà mà tự nhiên bà trở thành nhân vật nổi tiếng không? nổi tiếng tôi muốn ông nổi tiếng là ông phải chụp hình đám cưới cho tôi thì đó là câu chuyện dễ thương trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin đẹp lại quý vị trong chương trình kỳ tới